Tại phiên xét xử sơ thẩm sáng ngày 23 tháng 6 năm 2021, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Thị Mộng Linh, 41 tuổi, 15 năm tù về tội mua bán ma túy. Tuyên Nguyễn Cao Hoàng là chồng của Linh, 39 tuổi, 4 năm tù về tội tàng trữ trái phép ma túy. Theo cáo trạng, Linh và Hoàng là khách đặc biệt của một vũ trường tại Đà Nẵng. Cả hai luôn đặt bàn số 13 nên được các nhân viên đặc biệt danh là đôi vợ chồng số 13. Cả hai ngang nhiên bán thuốc lắc cho dân chơi ngay tại bàn này. Ngày 20 tháng 11 năm 2019, Linh nói đối tượng tên Cu để sẵn 13 viên thuốc lắc trong ly thủy tinh trên bàn số 13 trong vũ trường, 64 viên thuốc lắc trong gói thuốc lá trên bàn. Linh và Hoàng vào lấy 6 viên thuốc lắc trong ly để trên bàn cho khách của vũ trường đến lấy sử dụng. Hoàng vừa lấy một viên thuốc lắc thì bị bắt. Cũng theo cáo trạng, Hoàng có tiền án 1 năm 6 tháng tù tội cướp tài sản.